chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình lại thêm chiếc xà lan tiếp tục xuống đá này các bạn. Chiếc này xuống khá là thẳm anh ha. Bạn xem cái mũi nó nè, nó nghiêng một bên luôn các bạn thấy không? Còn ở phía trên thì xe tải đang chạy đổ vô, cái này là chạy cặp mé sông luôn nha. Đó, thấy nguy hiểm chưa? Còn mấy chiếc nữa kìa, cũng xuống gần đầy rồi. Chút nữa cho các bạn xem xà lan xuống sông rồi nó ve nè. Này cái tiếng trục bô của con Min nghe đã ghê các bạn. Đó, bác thầy công đi ra coi. Đó, thấy chưa? Ôi rồi, con vịt đó kìa. Quê thiệt nha. Giờ đang đạp hết lái ra để xuống xe tiếp theo nha các bạn. Phía sau đang đi tới đấy kìa các bạn, quá dữ. Đạp ra, đạp lái ra nha, đạp lái không thôi nó bị chặn á. Đây lấy xe tải này, kỹ thuật mà người ta lái xà lan để xuống đá nha các bạn. Tại vì cái này mà người ta xuống người ta phải lái qua lái lại, lái qua lái lại đó để đi qua này. Tiếng đó là tiếng của trục bô á. Các bạn thấy xà lan nó bự vậy chứ nó gắn có động cơ Cummins khoảng 290 đến N14 mà, không bự hơn đâu nha. Chuyên dịch thì nó cũng cỡ đó. Chuyên dịch thì nó khoảng tầm 1 mét mấy à. Thì đang đạp ra, chuyến này thì đang đi tới này. Chuyến này cái bồn này cũng đã ghê ha, ở Cần Thơ nha các bạn. Chuyến này wow, tối rồi nghe nhức nách luôn không. Nó ve ra nhìn đã thiệt chứ. Chiếc bên này nữa này, xe tải trên thì đang ben hết gỡ lên rồi các bạn, cặp mé sông luôn ha. Bây giờ thì chuyến này đã hết cạn rồi đấy. Ủ nghe đã tay thì chứ. Đó, sửa cho cái xà lan nó ngay lại, đừng để cho nó bị nghiêng ha. Nãy các bạn xem thấy nó nghiêng đó, giờ thì xà lan nó ngay rồi đó. Ủa, quá trời, cái chiếc này nó nhỏ mà nước rồi các bạn. Đạp rồi ghê hồn chưa, sôi sôi luôn không. Wow, như vậy này đang xuống đá đó các bạn. Chiếc này đang chuẩn bị cặp lên nữa này. Có bà chị ở đứng phía trước nè. Ôi giời, chiếc máy ngay như đạn vậy. Quá dữ chiếc này rồi. Kìa. Ôi, quá đẹp.
biển hãy gầm hú khủng khiếp thiệt chứ. Cái lái xà lan này, cái lái nó đã thì ha, lái nó cắt xuống dưới này, ở chỗ xung quanh đây này nó sạt lở rồi các bạn thấy không. Người ta phải để cái biển báo để đừng cho xà lan nó cập vô đây nha, sạt lở mà người ta phải cấm trừ luôn. Chiếc này đang chuẩn bị lại lấy nữa này. Khu vực này đạp nước coi đã nè các bạn. Ở chỗ này ồn ào thiệt chứ. Bánh lái phía sau này nha, cho các bạn xem cái chân vịt nó đạp nước này. Wow, chiếc bên này nó nhỏ mà nó có vỏ nè, nó đạp nước đít sôi sôi phía sau luôn nè các bạn kìa, như cống 10 cửa luôn kìa, thấy không? Đó. Wow, lúc lái luôn. Chân vịt nó nhỏ thôi nha, chiếc này không có bự đâu các bạn. Cái này chắc cumin khoảng 290 nha. Wow, chiếc này này. Tung nước lên luôn rồi. Quá thứ chứ đó bạn. Chứ đó hồi là xuống đá nghe mới đã đó. Bánh lái đó khúc xanh khúc đỏ ha. Đó bây giờ bay. Wow, quá trời nhiều chiếc luôn, nó hụ nghe đã tay các bạn. Đây này. Còn đây nè, cái chỗ mà người ta đang xuống đá này, người ta phải dùng cái băng tải, trong khi đó người ta phải xịt nước nữa nha, đừng có cho bụi, thấy không? Ôi, cái chiếc này đã vậy, ổng hẹn hẹn có chút xíu à, không được lâu. Khủng khiếp chưa? Quay trở lại chiếc bên này này, chiếc này nó đang ghe hết cỡ luôn nè, nhỏ mà có vỏ ha. Còn chiếc phía trước thì nó thẩm xuống luôn các bạn, thấy không? Nó giống như là nó bị cạn vậy ha, mà không phải bị cạn đâu nha. Wow, nó quay chiếc lại chạy ngược lại chiếc bên này nữa nha. Máy im ru luôn ha, lúc mà lên ra nó đã tay. Quá thứ cái tiếng trục bô của cái cumin nè, cái mấy chiếc này không thấy khói ra ha. Đó, bắt đầu đá, bắt đầu xe chạy xuống nữa các bạn. Đây cái hệ thống băng tải đá này. Đó, người ta phải để nước đó các bạn, để định cho bụi á. Này mình quay rất là xa nha. Ở phía trước thì anh kia anh đang quay máy để nhổ neo. Thấy không, máy quay rất là xa các bạn thấy không. Còn đây bà chị phía bên này đang kéo neo. Dịch hết công sức luôn. Bên này thì cũng đang xuống đá nữa này. Vì gần Tết á, cái thời điểm này thì rất là đông ha. Đông tàu thuyền tranh thủ những cái cuốc tàu cuối năm. Đá chạy xuống nhìn đã ghê ha. Băng tải khá là nặng nha các bạn. Dây cu ro ở dây sên, dây sên đang truyền ở trên đây, kế bên có cái motor. Rồi các bạn thấy nó đang xuống rồi thấy không, đã ghê chưa. Này mấy cái biển báo mình không biết biển báo gì nữa các bạn, anh em các bạn nào biết thì cho mình biết nha. 06:30 rồi. Quá dữ.
thú à. Ông này ông nhỏ mà không có vỏ thì chứ không ra miếng khối luôn. Lục bình nè. Bê không? Các bạn thấy không? Nó bê từ mũi này kìa. Bây giờ mà chưa đầy nữa các bạn, chưa đi nữa kìa. Nãy mình nói lộn nha. Mấy này bị cảm cái giọng nói nó không được hay các bạn. Xà lan này có phải trọng tải khoảng 300 tấn đó nha, 300-400 tấn gì đó. Nó nhỏ mà nó đã thì chứ. Phía trước rồi, khá là thẳm nha. Cái thời gian mà trung bình từ cái chiếc đậu đến cái lúc mà xuống thì nó mất thời gian khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Thì xà lan cứ ve tới ve lui để canh được cái ngay giữa tàu để băng tải chạy xuống á. Xin dịch kìa, đã phá dưới cầu chỗ này nè. Cái này mà ai ngồi rửa chén là ướt đít luôn đó các bạn. Đó, chắc ăn luôn á, ngồi đây rửa chén là 100% ướt đít luôn. Bây giờ thì xà lan mới chính thức chuẩn bị đi đây các bạn coi cái độ nó thẳm này, không nhìn nó thẳm ghê chưa, xuống đá xong rồi đấy, máy nghe đã, bị cạn luôn hay sao mà thấy chưa đi ta, cứ ve hoài kìa, bị cạn rồi. Đít ra để đi nha các bạn. Đó, bây giờ thì cứ ve ra ve vô ha. Chưa ra nữa kìa. Xà lan bị cạn là hao dầu lắm nha. Bến đá này thì ngày nào cũng xà lan tấp nập các bạn. Các bạn nhìn thấy cái mực nước này nó cách khoảng 5 tấc nữa thôi là nó tới bè ở trên ha. Quá thứ rồi, bây giờ cái máy đằng kia nó cũng hụ đuôi cái máy đằng này nữa kìa. Chưa đi nữa. Rửa chén thôi, chỗ này không ướt đít thấy sợ rồi. Nè coi kìa. Bây giờ thì nó bường tới bường lui hoài nha, ở dây rồi đó mà chưa đi được. Ông đằng kia ông cũng hụ hết cỡ nữa kìa, rồi đó ông cạn ông nằm chỗ luôn rồi các bạn, đâu nó lên ra nó chạy có đi đâu đâu kìa. Rồi hay quá tài công ơi, đó chiếc đằng kia kìa, đó giờ lên ra này, giờ ve. Chỗ này là bị cạn thường thường luôn á. Giờ ve lại nha. Tới không đi rồi. Tới không đi, ve cũng không đi luôn. Giờ cùng xem coi vụ gì, chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tới nữa. Đó, các bạn thấy chưa, có đi đâu. Lên hết cỡ luôn kìa. Trời ơi, xà lan mắc cạn. Xà lan quá cạn thì hao dầu khỏi chê. Đó các bạn thấy không nè. Không đi luôn rồi. Đây có chiếc bự chà bá luôn các bạn. Đang di chuyển một cách rất là chậm xuống luôn nè. Ghê không?
Ồ. Chiếc này của Trung Tài hay Trung Tính gì đây, nhìn cái mẫu quen quá. Nhìn chiếc này nó bự khoảng 7-800 tấn đó nha. Đây là từ ở trên cao nhìn xuống một gã xà lan khổng lồ nè các bạn. Yeah, bị kẹt miếng đó kìa. Wow. Đụng vô đây xiên rồi. Đây các bạn xem cái chỗ này nè. Do tài công nha, nếu tài công mà lái hay thì không qua chạm. Rồi. Điều gì xảy ra các bạn đã biết rồi đó ha. Đây này, nghiến vô này. Giờ. Yeah. Ồ, xà lan bích chịch hết trơn, cái lọc xong rồi. Chiếc bự đằng kia đi va chạm chưa qua nữa kìa các bạn. Quá hứ là xà lan nằm ngổn ngang hết trơn. Đây ở phía đằng kia này các bạn. Phía đằng kia chiếc bự này nó đang đi bị va chạm dúng vào hai bên nè. Không. Bị cái dòng sông nó hẹp quá. Đó, bị nghiến vô đó các bạn thấy chưa. Mình thấy chiếc bự này đi qua nữa này. Hai chiếc đi ngang nó bích luôn cái con sông rồi. Đây bây giờ thì xà lan đang chuẩn bị đi qua đây các bạn. Wow, bích cái con sông luôn nè ha. Quá là nhiều ha. Hai bên nè. Đi ngang đây thì cái phương tiện phải đi hết sức là chậm nha. Đó các bạn thấy không, như một thành phố xà lan luôn kìa. Đấy, chiếc kia nó đang đi, cái đít nó đụng vô qua bên đây nè các bạn. Đó, thấy không? Nè, 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 nè. Đây, các bạn thấy chưa? Đi ngang đây là phương tiện khá là khó ha. Thành phố xà lan. Các bạn nhìn từ trên cao nhìn xuống nhìn rất là đẹp nha. Dòng sông này chiều ngang thì 30 mét nha các bạn. Nhưng mà xà lan đậu chiếm hết 15 mét rồi. Chỉ còn có ít thôi. 10 mét giữa thôi ha. Hai bên, mỗi bên vô 10 mét. Thì còn ở giữa là 10 mét. Đi phương ngang đây vô cùng khó ha. Hồi sáng là cứ... À, đây bây giờ thì có một chiếc xà lan ở dưới đang đi lên đây các bạn. À, cái thành phố xà lan bây giờ nó đã bích xong hết trơn ha. Khủng khiếp chưa. Mấy chị em nữ đi ngang đây thì nhớ cẩn thận nha. Tại vì cái chỗ cái tuyến đường này nó đang bị giống như ùn tắc giao thông các bạn. Lần đầu tiên mình mới thấy xà lan cái cảnh nó nhiều như thế này luôn nè. Này là các nơi ha. Của Thạnh Hưng này nè. Nhiều lắm, nhiều doanh nghiệp, nhiều tư nhân ở đây lắm nha. Có một chiếc xà lan ở dưới đang đi lên nữa các bạn. Hôm nay thì tại vì cái thời điểm gần Tết này á, rất là đông phương tiện ha.